Văn Hoàng chào đón quý vị cùng đến với chương trình Cười là thua mùa thứ hai. Mới đó thật nhanh các bạn, chúng ta đã trải qua tuần đầu tiên với hai vị đội trưởng quen thuộc Phi Phụng và Phương Dung. Tuần này chúng ta sẽ lại đến với hai vị đội trưởng mới. Xin được chào đón đội chơi của Anh Đức và Diệu Nhi. Và để xem đối thủ của Anh Đức và Diệu Nhi là ai cùng đến với đội chơi của Hứa Minh Đạt và Phan Thanh Tân. Này, đi, đi. Cái gì vậy? Xung quá, nãy ra cộng với cộng đi đuối vậy cha. Rất vui mừng chào đón hai đội chơi ngày hôm nay. Và đội mình có quyết định là đặt tên gì không cái đã? Tên đội em sẽ là tên Chớm Buồn. Chớm Buồn? Dạ. Vì sao lại chọn cái tên buồn vậy? Chỉ là chớm buồn thôi gì? Dạ. Là chưa buồn. Em sợ đặt cái tên vui quá thua, cho nên mới đặt cái tên buồn buồn xíu để nhớ. Cũng hợp lý, chớm buồn. Thế còn bên này mình quyết định đặt tên đội là gì? Đội là phải sự kết hợp mà hai thằng trai trong nhóm của mình là tên là Hứa Phan Thanh Minh. Hứa Phan Thanh Minh. Hứa Phan Thanh Minh và Chớm Buồn. Vâng, ta sẽ ngay lập tức giới thiệu cho đội Hứa Phan Thanh Minh một vị khách mời sẽ song hành cùng với ta trong chương trình này. Xin giới thiệu Hoàng Yến Chimmy. Yến ơi, em nghĩ là em sẽ đóng góp được gì về mặt tinh thần cho Hứa Phan Thanh Minh? Hôm nay khi mà được đến với Cười Là Thua thì em cũng rất là vui và rất là mong là mọi người sẽ cố gắng làm thế nào để không cười, để mình không bị thua. Yeah. Hứa Phan Thanh Minh. Và cũng tương tự như vậy, Chấm Buồn có một người bạn đồng hành trên ngày hôm nay, đó chính là Bảo Quân. Chấm Buồn rồi. Nghe cái chấm đổi chấm buồn là buồn liền vậy đó. Đâu cần vậy đâu em. Không sao đâu em, cứ ngồi xuống đi. Anh nghĩ là đội hình bên mình là nó cân bằng hơn rồi đó. Và ngày hôm nay thì hai đội chắc chắn đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý cho một cuộc đấu nảy lửa chưa nè. Yeah. Nếu đã sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau bước đến lượt chơi đầu tiên có tên gọi là Cười Lên Nào. Và ở lượt chơi Cười Lên Nào này, mỗi đội chơi sẽ đi cùng với một camera, lựa chọn 4 khán giả ở đội đối thủ. Và nhiệm vụ là mỗi người sẽ luân phiên nhau làm cho 4 vị khán giả đó bật cười. Trong vòng chơi này thì mỗi khán giả được tính là 1 điểm. Số điểm tối đa các bạn có thể đạt được là 4 điểm. Đã nắm rõ lượt chơi chưa nào? Ok. Yeah. Và bây giờ hai đội trưởng bước lên trên. Rồi. Cho mọi người nhìn ở đây. Bây giờ chỉ cần hai người khoe body có ai có vẻ ngầu hơn thì mình sẽ cho người đó đi trước. Ngầu hơn thôi chứ không cần đẹp hơn phải không? Ngầu hơn chứ không cần đẹp hơn. Ok. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị tư thế. 3 2 1 bắt đầu. Wow. Cười quá. Mình chọn anh này ngầu hơn rồi đó, mình quyết định rồi đó. Rồi, như vậy Chấm Buồn sẽ là đội đầu tiên cho cuộc thi Cười Lên Nào. Bây giờ Chấm Buồn hãy lựa chọn cho mình 4 khán giả đi. Và nhớ là đội chúng ta chỉ có 90 giây cho phần thi này. Dạ, em chọn anh qua phải giùm em chút xíu. Nữa. Rồi, anh áo đỏ, đeo mắt kiến. Giúp vô giữa luôn. À, né hả? Qua nè. Không được né nha, CP nha. Rồi, không nhưng mà không chọn bạn này, chọn bạn kế bên. Đó. Chấm Buồn đã sẵn sàng chưa nào? Ok, sẵn sàng. 90 giây dành cho Chấm Buồn, bắt đầu. Đi lên trước đi. Xin qua các anh cho em giả bộ. Ví dụ, được kìa. Ồ, nãy anh cười dữ lắm mà sao? Giờ chơi không có cười. Ôi trời. Nhanh lên, chị có 90 giây. Chị này hả? Rồi ngồi đó luôn. Ừ. Nhìn nhau một cái được không? Ví dụ mình giả bộ mỉm cười. Không phải, ngầu quá. À em xin lỗi, chị không vui hả? Em không vui à? Ồ nãy nhìn thấy vui lắm ha, nó mới chọn. Nhanh lên. Dạ em. Dạ. Đây. Anh. Ai chọn người này đâu em xích ra. Đây, xích ra để cho anh ngồi bên cạnh. Anh đã sẵn cười rồi đó, nhanh lên. Em, anh chọc người này chứ anh không có chọc em. Bởi vì em được.
Xong rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi chưa. Trời, tôi biết mà. Trời ơi, chưa gì tới nơi bụm miệng luôn rồi. Trời ơi, cười luôn rồi, xong rồi, khỏi cần miệng luôn rồi. Rồi chưa. Yeah. Cảm ơn em nha. Yeah. Vâng. Có vẻ như chớm buồn không giống với cái tên của mình và tiêu chí của họ đặt ra là giả bộ buồn thôi, chứ thực ra họ không có buồn thế nào hết. Hên gì mình giả bộ mình chọc Hoàng Yến GB cái kế bên cũng cười 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 luôn. Đó, mình đã chọn okay. Trước rồi. Xin chúc mừng chớm buồn trước đã. Yeah. Bây giờ mời chớm buồn trở về chỗ ngồi. Sẽ quan sát đối thủ của chúng ta là Hứa Phan Thanh Minh. Tên khó rồi là khó, xuống đây. Đây đây đây. Đó, chấm lại, chấm lại, chấm lại. Nhìn vô. Đây đây đây, đó. Đó. Cười với trời ơi, cái gì vậy? Chưa gì vô cái nơi là cười rồi. Xỉa lên, xỉa lên, xỉa lên. Tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho bạn. Đó. Đó. Ê. Trời ơi, con khán giả nhí rồi. Có đây à. Có thiệt, cái đội quan mang rồi. Vâng, có vẻ như là Hứa Phan Thanh Minh đã sẵn sàng đúng không nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 90 giây dành cho đội mình xin được phép bắt đầu. Nước ra anh hành nghề. Em tên gì? Châu hả? Nhà có ai tên Châu không? À cười ơi, cười ơi, cười rồi. Vâng, một người. Ôi, em bé, em bé. Em tên gì? Phương, em tên gì Phương? À, cười luôn. Cười, tấn vô, tấn vô. Trời ơi, cái gì mà nhắn vậy? Chậm cười lại. Cười lại, chưa hỏi cười luôn rồi. Chưa hỏi cười rồi. Cười rồi. Bây giờ mình không từ hỏi gì chứ. Gì vậy? Tên gì vậy? Em tên Nguyên hả? Hỏi gì? Cười kìa. Cười luôn rồi. Cười rồi. Trời ơi. Trả lời tên Nguyên mà luôn Nguyên làm nhạc. Mời luôn cả hai đội xuống đây là để tổng kết số điểm cho vòng thi này. Rất đơn giản, mỗi đội đều đã đạt được số điểm tối đa, đều là 4 điểm dành cho mỗi đội. Khá ấn tượng với lại cái cách đặt câu hỏi là hỏi tên ta xong bắt đầu cái hỏi là có cháu không à. Hay, yeah. Hay quá. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng thi tiếp theo. Mọi người đồng ý chưa nào? Dạ, sẵn sàng chưa? Vòng đấu tiếp theo có tên gọi Hành động vui nhộn. Đúng với tên gọi của nó, mỗi đội chúng ta sẽ lựa chọn một thành viên từ phía đội đối thủ. Nhưng ở vòng đấu này, chúng ta sẽ lựa chọn đúng cái bạn mà sẽ đi cùng với đội mình á. Ây chà. Và chúng ta sẽ có 2 phút, sẽ có những hành động làm sao để vui nhộn, khiến cho bạn đấy bật cười. Và mỗi khi cười như vậy, sẽ được tính là 1 điểm. Và cười lâu, cười dài thì cứ mỗi giây sau đó sẽ được tính là 1 điểm. Dễ hiểu không? 2 phút. Và chủ đề của vòng thi này chúng tôi đặt ra đó là lớp dạy nhảy. Vì lúc nãy đội chơi đầu tiên là chớm buồn cho nên bây giờ sẽ đến lượt của Hứa Phan Thanh Minh. Khoan nghĩ là nên bắt đầu mời Bảo Quỳnh xuống đây là vừa rồi đúng không? Xuống đây, nhảy vui lắm. Xuống đây, xuống đây. Cái mặt em khóc từ đầu tới cuối nhưng mà nãy là được đó Quỳnh. Đó, em giữ cái mặt như vậy luôn. Không, không có được, nhảy là phải vui chứ. Vâng, không chờ đợi lâu, 2 phút dành cho Hứa Phan Thanh Minh xin được phép bắt đầu. Học viên mới. Yeah. Học viên mới. Vô đây. Bước đầu tiên chúng ta thấy là hóa trang tóc. Đó. Trời ơi, đây nè, của em, cái này của em. Trời cái gì vậy? Ngon rồi, mình phải thương và phục vụ. Ây da. Cái này hay quá. Đây cầm vô. Trời ơi, giống giống chị Hội không? Thấy chưa? Trời. Làm theo thầy. Ơ. Hay quá con ơi. Trời ơi, tiếp thu nhanh quá. Nhưng mà thầy ơi, con không buồn cười. Ghê quá, quá. Hey. Vô. Con ơi, cười đi con, nhảy lên phải cười con ơi. Nhảy cười lên đi bà nội. Ủa, vô đi. Cười đi. Trời ơi, thầy ơi, cái điệu gì? Thầy muốn gãy nè con. Gãy đi con. Gãy sao mày? Chuyển qua, múa cột đi, múa cột đi. Múa cột đi con. Nhảy đi con. Chuyển qua múa cột. Vô. Dạ, cái điều gì đây thầy? Nhảy đi con. Cho thầy té. Ví dụ vậy. Hả? Đó, con.
Dạ, dạ. Hỏi luôn. Thôi thôi thôi. Vô. Nhồi con ơi, nhồi nhồi con. Nhồi đi con. Dạ con. Hết giờ. Rồi, cho câu hỏi thăm là bà Cun có ngờ là mình sẽ gặp phải hai ông thầy dạy nhảy bị khùng gì không? Ban đầu là bà Cun suy nghĩ là xuống đây là không bao giờ không được cười, không được cười. Mà mệt quá phải cười. À, có nghĩa là mệt mới cười, nãy giờ chưa vui không có mất cười. Không phải. Cười là tại vì há miệng ra để thở. Rồi ok, dù sao thì cũng rất cảm ơn phần hợp tác rất là nhiệt tình của Bảo Quân. Và xin một phần quà từ chương trình dành cho Bảo Quân. Cảm ơn, mời Bảo Quân về chỗ ngồi. Và ngay bây giờ sẽ là phần thuyết phục khá là khó khăn của lớp dạy nhảy dành cho đội Chấm Buồn. Mời Chấm Buồn lên đây. Có cảm nhận được áp lực từ phần trình diễn của đội bạn không? Chấm Buồn. Dạ có, em rất là áp lực. Áp lực đúng không? Ok, dạ. Bây giờ tới phần của mình động. Rồi đó. Rồi, dạ. Hãy mời Hoàng Yến Chibi xuống đây đi, còn đợi gì nữa? Mời em. Mời theo kiểu vũ sư. Wow. Đồ đẹp quá. Đẹp quá là đẹp luôn á, học viên này anh cũng muốn nhận. Không, ấy đổi dạ, qua đi. Dạ thôi, không bỏ được anh ơi. Ok, đã sẵn sàng rồi chứ gì? Dạ. 2 phút dành cho lớp nhảy nhảy của Chớm Buồn. Bắt đầu. Kính thưa quý vị, hôm nay lớp vũ công của chúng tôi nó rớt dâu là thầy rớt dâu. Ôi trời, sao mặt em nghiêm thế? Đây này nhá, hôm nay thầy sẽ dạy cho em một bài nhảy như là hai người yêu nhau đấy. Xong rồi người đàn ông không đối xử tốt với em bỏ đi. Bé chị đóng vai đàn ông á em. Chị em tương luôn vào đầu. Nha. Dạ. Rồi tương luôn vào đầu. Ôi nhưng mà mình chưa nhảy mà. Tương luôn. Dạ. Tương luôn. Có máu rồi nó nhảy cho nó máu. Làm luôn ngay tức thì. Dạ. Làm luôn. Đấy, làm đấy. Làm đấy. Nè nè em đứng im nha, mình phải bình tĩnh. Hết trận. Hey! Bình tĩnh mà, bình tĩnh, anh đang rất bình tĩnh. Anh không được bình tĩnh cho lắm. Thầy xin lỗi em, con này nó bị thần kinh. Nhưng nó là đàn ông mà. Chuẩn bị nha em, chuẩn bị. Phải làm nhân vật. Thế nhạc đi ạ, dạ. Một chút music không. Đi. Con này dở hơi đấy, nó không phải đàn ông, em mới đàn ông đây, dán dâu cho em nhá. Không, em mà, là đàn ông. Đúng rồi, nhưng mà cái này, em... đây, dán dâu này, đây. Đây này, em phải xem, đấy, đẹp chưa? Em vẫn đẹp từ trước đến giờ. Đấy, đấy chưa? Rồi, bây giờ thầy dạy nhảy chưa nhá? Đây, nhạc lên. Nhạc lên nào. Không nhảy bên này. Đấy. Minh họa ra, minh họa cho em nó xem. Đấy. Đấy nhìn. Ôi buồn thế. Buồn lên. Buồn em phải buồn. Em phải buồn như thế gian lại cười. Vâng. Có vẻ như phần chuẩn bị của chúng ta đã lấy nhiều thời gian của lớp dạy nhảy. Yên ơi, sao tới giờ em mới cười? Bây giờ em cười cũng được tính điểm đó. Đúng không ạ? Hết cười được không? Được không? Em tắt được cười. Ok, em có quyền cười, bây giờ hết tính điểm rồi. Chúng ta cùng đến một phần quà lưu niệm dành cho Hoàng Yến Chibi. Cảm ơn em. Kết thúc phần thi vừa rồi, khoa đang nắm số điểm cho mỗi đội như sau. Bên đội Chấm Buồn có 43 điểm. À, 43 điểm, là... khá nhiều đấy. Và cao hơn tí xíu thôi, Hứa Phan Minh Đạt có 49 điểm. Wow. Tạm thời chúng ta đang bị dẫn, nhưng hãy sẵn sàng để gỡ gạc lại ở phần thi tiếp theo. Phần thi tiếp theo có tên gọi là Tùy Cơ Ứng Biến. Mình sẽ mời một bạn khán giả ở đội đối thủ. Và xuống đây chúng ta sẽ có một tiểu phẩm ngắn diễn ra trong vòng 5 phút. Lần này chúng ta có nhiều thời gian hơn. Và cứ mỗi lần bạn khán giả bật cười thì là 1 điểm. Và cứ cười lâu và cười dài thì sau mỗi giây như vậy cũng được tính là 1 điểm. Có 5 phút dành cho tiểu phẩm. Và tiểu phẩm này có tên gọi là Lớp Dạy Thể Hình. Wow.
Nghe ngầu không? Ngầu không? Có vẻ là hợp lý rồi. Lớp vậy, thể hình. Thấy là khoái khoái rồi đó. Đó, khoái không? Khoái nhất phần gì? Bụng. Bụng hả? Trời. Hồi nãy là bên chớm buồn thi sau đúng không? Vậy thì bây giờ em cũng sẽ là lượt thi trước. Thi trước. Dạ. Hãy chọn cho mình khán giả đi. Thấy nhiều người gồng quá ta. Ừ, em nghĩ là bạn áo đỏ đi anh. Nãy giờ cứ nhìn em cười hoài luôn, em nghĩ là chắc cũng thích em rồi đó. Dạ, đỏ ở trên á. Ở trên hả? À. Em thích bạn đó đúng không? Không, bạn đó thích em. Ủa nhìn đi đâu nữa? Dạ. Chính ơi. Vâng, mời Chính. Anh Chính. À, anh Chính. À. Anh ơi. À, anh Đức nói giùm em tiếng nha anh Đức. Ồ, vô chương trình chưa? Quên. Vô rồi, vô chương trình rồi, xin lỗi. Anh xin lỗi. Chấm buồn đã sẵn sàng cho phần thi mình chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng nói gì? 5 phút dành cho đội mình bắt đầu. Anh Chính, Chính à, bữa nay anh Chính vô tập hả? Đúng rồi, đi tập. Anh Chính tập lâu ngày, bữa nay anh Chính, em mới vô, anh Chính chỉ em tập vài cái được không anh Chính? Không, mới vô vậy chứ không biết tập gì hết á. Không biết tập gì hết hả? À, không biết tập gì hết. Chị Bảy, chị Bảy có tập thường chưa, giờ chỉ lại cho anh Chính với. Rồi, tập thường lắm, coi như là bữa nay là mình sẽ tập mấy cái động tác yoga đó, rất là có lợi cho từng bộ phận. Rồi đúng rồi, đó là anh Chính bây giờ yoga là anh Chính đi vô xong đi ra. Đi vô. Xong đi ra. Thùng không nội, nói gì cũng làm nữa. Yoga người ta tập đàng hoàng chứ ai chứ, đi vô. Tập đàng hoàng đâu, tập sao đây, tập. Đầu tiên đó là thường tập yoga là mình phải vận khí công trước. Hai ba, vận khí nè. Trước khi đi tập anh Chính có ăn hụt mít không? Không. À vậy ổn. Đừng lo. Yên tâm, vậy ổn. Rồi, vận khí nè. Rồi, xuống nè. Xuống. Ủa, gì vậy? Sao nó không ăn hụt mít vậy? Anh. Ok, rồi em hiểu rồi, xin lỗi anh. Bỏ đi, nhỏ này chị Bảy này tào lao lắm, tập theo chị Bảy nữa qua tập với em à. Lên, sao kêu không biết tập mà. Không, em không biết tập nhưng mà... Không biết tập yoga nhưng mà biết tập cái khác. Em biết tập cái khác, em đạp xe đạp. Nhìn mặt nhau cái xong tập nè. Only you. Rồi, yên tâm. Mình phải giao lưu bằng ánh mắt. Khoan, trước tiên để em làm mẫu cho anh Chính coi nha. Cái máy này mình tập là như nè. Đó, mình lên mình cứ việc đạp. Anh Chính hiểu không? Đó, mình đạp vậy nè. Mà mình đạp càng ngày mình phải càng tiến thấp xuống, mình đưa mông lên. Vậy rất là tốt. Cái động tác này là nó tốt vào cơ thể đó, nào nó anh? Vô nè. Tốt vô chỗ nào? Nó tốt vô vòng 3. Đó, cái này là mình tập chủ yếu vòng 3. Anh Chính hiểu không? Rồi. Không, nhìn mặt em, nói chuyện nhìn mặt nhau cái, hiểu không? Rồi. Anh biết cách đạp chưa anh Chính? Đạp. Ủa sao nó không đi? Thì Chính phải đạp cho nó đi chứ, thấp người xuống. Ngửa mặt lên. Đúng rồi, ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên. Đó, Khoan, xíu Chính, trước khi tập. Trước khi tập nhìn mặt em cái anh Chính. Người cái ở đây, tập đi. Em yên tâm anh Chính hiểu không? Tại vì á, anh Chính vui vẻ thì mới tập. Đó. Được không anh Chính? Không được hả, tại em đóng lại rồi, giờ em mở anh Chính đạp. Rồi, đạp được chưa anh Chính? Rồi. Khoan, Chính. Phải quá trời. Chính, giờ tập được rồi, nhìn mặt em mình giao lưu cái nè. Đó, đây. Không phải, em yên tâm anh hiểu không? Em sợ anh không có biết tập. Cho nên anh phải nhìn mặt em anh hiểu ý em không Chính? Hiểu phải không? Rồi bây giờ anh đào được không Chính? Được. Không, nhưng mà đào phải nhìn mặt em anh Chính. Nó đào phải nhìn mặt. Nhìn không anh Chính, nhìn không? Rồi anh Chính đào đi. Nhìn chị Bảy là anh được Chính, rồi. Chính, giờ bữa nay tập tốt đó rồi, bữa sau dắt anh 8 trên 10 lên tập luôn nha anh Chính. Vẫn chưa từ bỏ anh 8 trên 10 anh Chính. À, nó mê lắm. Anh Chính tập đi anh Chính, cái này phải đưa một chút lên anh Chính. Đưa lên, không được căng hoa, cái này căng quá, bỏ đi. Chính căng lắm, anh Chính nhìn mặt em thả lỏng nè. Thầy hơi sợ phải không anh Chính, không sao, rồi anh Chính tập cái này đi. Giờ chuyển phải không? Rồi chuyển. Khoan, Chính, trước khi tập cái mới đó, nhìn mặt em cái nha. Rồi, tập đi Chính. Này là tập sao? Coi như là anh... Không biết là cái này nó bị cấm trong chương trình thôi kìa. Em được quyền, em được quyền, tiếp tục. Còn 1 phút 44 giây. Không, sai, bỏ đi anh Chính, nhìn mặt như này là cái... Đây nè, đây em chỉ Chính tập. Cái chế banh này không phải là ngồi vậy. Chính hiểu không, cái này để tập bụng. Tập bụng mình tập vậy nè. Cái động tác này là tốt cho cái cơ thể nào anh, cái phần nào của cơ thể mình đó. Tốt tập bụng nữa hả? Không, cái này mình tập bụng nhưng mà chủ yếu là nó vô vòng 1. Anh hiểu không? Khi mà anh nằm xuống vậy đó thì cái bụng anh nó hớp vô nhưng mà cái vòng 1 anh nó đồng xuống. Anh hiểu không? Đó rồi nè. Không, em nghĩ anh Chính chưa hiểu. Nhìn mặt em đi anh Chính, anh hiểu chưa? Hiểu không? Thấy chưa? Phải có cái mặt em vô thì anh Chính mới hiểu được. Ở nhà anh tập trước đi rồi về dạy cho chị Chính tập. Rồi. Tập đi. Ê! Chết ra anh rớt mắt kiến luôn.
Không, 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 anh ngồi dậy đi, em nghĩ anh tập cái vòng một không được rồi. Lâu lâu, lâu quá, mình không nhìn nhau anh Chính ơi. Ơi. Nhớ là mình phải giao lưu anh Chính hiểu không? Rồi anh em nghĩ là bây giờ anh Chính... Thôi anh nghĩ bây giờ anh Chính đừng có tập gì đó, đứng nhìn em hết chứ. Tập nó mệt, đúng không anh Chính? Tập nó mệt mình cũng không có hiệu quả nhiều. Cảm thấy anh Chính hơi bị căng thẳng. Anh Chính đứng đây nhìn em, hai mình nhìn nhau là được. Anh Chính, Chính muốn tập tạ không anh Chính? Tạ luôn. Thôi bỏ nhìn mặt nhau này đi anh Chính. Anh Chính đừng có tập. Em nghĩ sức khỏe anh Chính yếu, tại vì tập vô là anh Chính hơi căng thẳng. Đúng rồi. Anh Chính, em nói rồi. Nhìn thẳng với mặt em đi anh Chính. Thôi anh Chính, Chính bỏ mình đi bơi. Bơi. Ở đây có hồ bơi luôn. Có luôn. Có luôn. Nhưng mà mình đừng bơi nữa, mình nhìn nhỏ này đi anh Chính. Đó, vậy đi anh Chính. Như đó là em biết đủ rồi. Anh không, anh Chính lên đây nè. Rồi trên đây nè, rồi anh Chính nhìn đi. Anh Chính muốn em hát anh Chính nghe không? Rồi ok, hát luôn. Hát luôn. Anh Chính ơi, Chính. Chính ơi, Chính. Rồi anh Chính nha, mình nhìn nhỏ thôi đừng hát. Ôi dạ. Hát vô. Anh không biết là còn có nhiều tuyệt chiêu nào nữa không mà sao anh thấy mọi người cứ chơi cái trò nhìn mặt. Để anh nhìn mặt em anh thấy có mắc cười không nha. Hola. Anh thấy là anh Chính anh có cái một cái sợi dây cười nào đó nó đụng ở chỗ nó có cái tần số là Diệu Nhi. Cái nhìn cho mặt em Diệu Nhi là tự nhiên nó cười à. Đúng không? Vâng, cảm ơn Chính rất nhiều với phần hỗ trợ cho tiểu phẩm vừa rồi ở phòng tập tình hình. Yeah. Một phần quà dành cho bạn Chính. Nhìn nhau cái thôi. Rồi, mời Chính trở về chỗ ngồi. Rồi, mời em phải chấm mùi về chỗ ngồi. Và sau đây, mời phần tiếp theo của Hứa Phan Thanh Minh. Trời, tên khó quá. Khoa cảnh báo là phần thi vừa rồi của chớm buồn khá nặng ký. Hãy cố gắng lên Hứa Phan Thanh Minh. Cố lên nha. Và 5 phút dành cho lớp tập tên của Hứa Phan Thanh Minh. Bắt đầu. Tiếp nhận bệnh nhân. Ồ, quên, tiếp nhận học viên. Vô cái lớp yoga của tôi. Bạn trang phục này vô mà học yoga được, hiểu không? Đó. Ủa, sao có mình em mang vậy? Ờ à, đây là tôi là ở đây là gọi là lớp học cổ điển đó, mặc đồ vậy không đó. Tôi là hội trưởng, còn đây hội phó, vô làm quen từ từ đi. Tôi hướng dẫn cho bộ môn yoga. Yoga là nó nghĩa là sao, là nó khác da u, hiểu không? Không có liên quan chứ vậy. Không liên quan. Nào không liên quan, nhưng mà mình học yoga xong mình chải mà hôi ra mới là mới da u. Đó bắt đầu ăn hết luôn hả? Ăn hết luôn. Yoga phải bài thế. Yoga phong trào nè. Bây giờ em lấy cái tay nè. Em lòn đây mà em móc lên từ cái ngực không? Ủa này đúng. À đâu em làm thử, làm thử coi. Không biết rốt làm đâu, đâu được đâu. Không đúng đâu. Qua phần khởi động luôn đi. Đây. Làm quen với lời hai chế banh. Đây. Ôn yoga. Rồi, phần thi đầu tiên phải tập cho xương sống. Là em phải ngã ngửa ra vậy nè. Đó. Ví dụ như vậy. Cái phần khởi động nó là như vậy. Phần khởi động. Không á. Em hòa nhập với đồng bọn đi. Làm liền đi. Em hòa nhập với đồng bọn đi. Ai có rớt không? Không rớt đâu. Phải ngã ngửa ra. Ngã ngửa ra thả lỏng cơ thể. Đó. Chào, sao vậy? Em làm, tại vì sao em làm không có đúng bài. Không có đúng nè, bài. Có hội phó làm nè. Hội phó nè, chết rồi chắc động đất luôn quá. Chắc bể trái banh luôn quá. Rồi. Đợi quá. Trời ơi. Đi chưa? Quay. Kéo lên. Bắt đầu phần khó hơn nè. Quay. Đó, nó đơn giản lắm em. Nó đơn giản lắm. Lại tiếp tục tới phần thi thứ hai. Đập tạ. Đập tạ để làm gì? Đập tạ để mình biết mình đập tạ. Ủa chứ không phải có cơ bắp hả anh? Đầu tiên em hãy dùng lưỡi nâng hai cục tạ này cho anh coi. Anh nâng được à? Em nâng theo cho. Cái phần nó như vậy phải tập luyện yoga, nó lạ lắm. Em làm được không? Không. Anh cũng đâu làm được đâu. Hồi hóa tiếp tục hướng dẫn cho bạn. Sao cái gì khó khó cứ đưa tôi không vậy ta? Anh nâng lưỡi. Hả? Nâng lưỡi là ổng nói chứ tôi đâu có nói đâu. Bây giờ cái phần đỉnh nè. Muốn tập yoga được là phải có sức khỏe. Là eo phải thon. Đây. Đội phó biểu diễn. Biểu diễn cái phần cơ bụng liền. Nói gì cơ bụng là bình thường không sao hết. Để phát y cái dướng díu này khó chịu quá. Trời, có tiết mục cởi đồ nữa hả? Em bình tĩnh không có sao, không có ói. Chúng mày nha. Thấy ghê lắm nè. Wow. Trời ơi. Đi ghê chưa? Vô
ca là cái bụng phải lượn vậy. Anh biết chắc chắn một điều là em làm không được, tại vì không có bụng giống anh. Đó, bây giờ tới đội trưởng nè. Mình tập yoga không phải là mình giật cái ngực. Giật cái ngực là xưa rồi, bây giờ giật cái lưng nè. Em coi nè. Thấy chưa? Sợ rồi chứ gì. Có em bây giờ em giật cái gì? Giật tóc. Dạ. Hoài nhập của đứa đồng bọn rồi đó em. Và phần thi bây giờ là gì? Sau những tiết mục khởi động lớp học yoga, để hai tấm thảm để làm cái gì? Mệt quá. Để nằm nghỉ mệt chứ làm gì. Bây giờ bỏ qua đi. Thôi, nãy giờ dở mà giờ mình phải vô đúng bài yoga đàng hoàng. Vô đúng bài yoga đàng hoàng. Bài phó được khó lắm nè. Cái gì nữa đây nè? Cái gì đây nữa nè? Yoga, phải ngồi thiền. Chắc mà hồi giờ bẻ quá. Được không? Hơi đau xíu nhưng mà ráng cố. Thấy chưa? Thế đang luyện không? Luyện mà với cái mỏ mà giật vô luôn vậy luôn, nghe ghê không? Luyện tồn khí vô cái môi. Thôi nghỉ đi, mỏi quá rồi, nghỉ đi. Bỏ luôn hả? Cái phần này khó quá à. Giờ đi, em muốn học sao? Thôi mình em tập xe đi, mình tập xe đi. Giờ tập xe đúng không? Bộ môn này đơn giản quá. Anh tập trước đúng không? Là vậy nè, mình để này là cái gì? Tập xe là sao? Là để hết nè. Chưa? Em chết mất. Anh thấy ít nhất em đã hòa nhập được với đồng bọn. Yeah. Yeah. Một phần quà dành cho em. Cảm ơn anh. Và một tràng vỗ tay dành cho Hứa Phan Thanh Minh trong phần thi vừa rồi. Khoa xin phép được đặt tên cho phần thi vừa rồi của hai đội. Đây là đội có đầu tư, còn đây là đội có thủ đoạn. Em nghĩ sao? Anh thấy là em có cái chiêu đó xài hoài nhưng mà hiệu quả hết á. Dạ, em sợ là hiệu quả với anh Kính thôi, chứ còn mấy anh khác không hiệu quả đâu. Nhưng mà biết tận dụng được lợi thế, ông bà mình nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đúng, đúng, với đúng lại cái tên của dòng này mà tùy cơ ứng biến mà. Đúng rồi. Câu là định tập nhiều lắm nhưng mà thấy cái mặt cười cái làm hoài luôn. Còn bên mình thì sao? Có cảm thấy vất vả nhất là đội phó? Bị hội trưởng chơi mấy cú nặng. Cái gì có khó đưa người ta không à? Hội trưởng kỳ quá. Anh còn nhớ cái chiêu là lấy lưỡi nâng tạ. Trời ơi. Khó lắm. Nhưng không sao. Cái gì có khó đưa người ta không à? Hội trưởng kỳ quá. Bỏ ra trong phần thi vừa rồi. Đội trời ơi đã đạt được 93 điểm. Một số điểm khá cao cho đến lúc này của chương trình thì các bạn. Và bên còn lại có đầu tư thật tương xứng 111 điểm. Yeah. Có nghĩa phần thắng ở phần này đang tạm nghiêng vào đội chúng ta. Yeah. Chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với phần thi tiếp theo có tên gọi Hỏi khó, đáp nhanh. Ở phần thi hỏi khó đáp nhanh này, nhiệm vụ của mỗi đội cũng khá đơn giản. Chúng ta sẽ lựa chọn một khán giả từ đội đối phương xuống dưới đây và sẽ đọc những câu hỏi từ chương trình đưa ra, những câu hỏi rất hóc búa. Và chúng ta chỉ việc trả lời làm sao càng dí dỏm, càng đúng với đáp án của cái người đọc và khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, người ta bật cười thì sẽ được một điểm. Người ta càng cười lâu thì cứ mỗi giây sau như vậy sẽ là một điểm. Rõ chưa nào? Và thời gian chúng ta có là 2 phút hoặc là đến khi đọc hết câu hỏi. Bây giờ sẽ là phần thi trước của đội Hứa Phan Thành Minh. Đúng rồi. Tên lằng nhằng quá. Rồi, mời đội này về chỗ ngồi. Dạ. Tương tự như vậy, hãy mời Bảo Quân xuống đây. Đây là những câu hỏi dành cho đối phương đấy. Đã sẵn sàng chưa nào? Dạ. 2 phút. Dạ rồi. 2 phút dành cho Hứa Phan Thành Minh. Bắt đầu. Dạ. Câu số 1, con chim cho ăn sâu đẻ ra gì? Con gì? Con vịt. Con gì đại đi. Con gà đấy. Con chim sâu đẻ. Con chim sâu. Sâu đẻ ra chim sâu. Con bò cho uống sữa đẻ ra gì? Sữa bò. Bò sữa. Vậy đó. Vậy con vịt ăn muối đẻ ra gì? Vịt muối. Đúng rồi, chính xác. Ghê vậy. Ghê vậy. Bệnh từ nhân từ. Câu số 2 nè, bệnh nhân bị đau răng, chỉ phải mổ mất một cái răng mà tại sao bác sĩ lại nhổ hai cái răng? Tại vì ông bác sĩ đó mổ lộn răng kia hai cái luôn. Không phải, tại đang có chương trình khuyến mãi nhổ một tặng một. Rồi. Con gì bị thương mà không tới đâu? Con thương con bị thương. Con kìa, anh nhắc con đường kìa. Con đường hả? Đúng. Con đường bị ổ gà rồi. Cũng hợp lý rồi. Luôn nhưng thực sự đúng là rồi. Câu trả lời là con chim cánh cục. Cục nó bị cục cái cánh rồi mà nó không có thấy đâu. Rồi okay. tiếp tục. Một chú chuột đồng chạy qua đường cao tốc, hỏi có tất cả bao nhiêu con qua đường được? Một con chuột đồng thì
Một con chuột đồng chạy qua đường cao tốc, hỏi có tất cả bao nhiêu con qua đường được? Đường cao tốc, tốc cao đường, đường cao tốc, một con chuột. Có một con qua thôi, hãy nói đi. Không có. Đây, không có con nào, nó bị tai nạn giao thông mà. Vì sao lại gọi cắt, vì sao là vì sao? Thế là vì sao? Là vì vậy. Là em cũng không biết. Là vì sao. Vậy, em vì đó. Sao vì vậy, vì đó. Ok, sự kết hợp hoàn hảo với con người. Hết chưa? Nhưng không sao, vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi của chương trình. Mời Bảo Quỳnh cứ đọc tiếp. Ok. Sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và cá tạo ra gì? Người cá. Người cá. Mắt cá chân và bụng trứng cá. Phần thi của bạn đã kết thúc. Cảm ơn Bảo Quỳnh rất nhiều. Bây giờ chúng ta trở về lớp học của mình để cùng đến với phần thi của Chám Buồn. À, xin mời Hoàng Yến Chibi. Em hãy giúp sức đi nào. Hoàng Yến Chibi qua đây. Để anh xử lý. Em không phải là anh Chín đâu mà. Vâng, phần câu hỏi khá thú vị dành cho đội Chém Buồn. Mời em. Bắt đầu chưa ạ? 2 phút xin được phép bắt đầu. 2kg bột thì trộn với 1kg đường kính, hỏi 1kg bột thì trộn với bao nhiêu? Em nói gì vậy? Anh rối não rồi. 2kg bột trộn với 1kg đường kính, hỏi 1kg bột thì trộn với bao nhiêu? 1kg ấy. 1kg ấy. Thì ra nửa ký. Không phải. Một câu ký bán kính. Là hết giờ. Một người dùng tay chạm vào bất cứ chỗ nào trên cơ thể cũng thấy đau đớn, hỏi anh ta bị bệnh gì? Bị bệnh ngứa. Anh ta bị đau bàn tay nên anh ta chạm vào đâu cũng bị đau ha. Ra là vậy. Tại sao mặt trời lại mọc ở hướng đông? Nó không mọc ở hướng tây. Tại vì nó không có mọc ở hướng tây thì nó mọc không ở hướng phải. Tại vì xưa giờ nó vẫn như thế mà anh. Trời ơi, trả lời không vui gì hết à. Cái gì của mình mà người khác dùng nhiều hơn mình, không thèm hỏi ý kiến mình mà mình vẫn không giận? Trời ơi, cái gì mà câu hỏi hại não không vậy? Lại tình yêu. Đâu có đâu, tình yêu chị mà chia tay em là em mà đá chị luôn ấy. Ôi, thế nó là cái gì? Cái tên của mình á. Cái tên. Có một người không may bị té xuống hồ sâu, quần áo đều ướt nhưng mà không thấy tóc ướt. Vì sao? À, không có tóc. À, đúng rồi. Em hay quá vậy. Tại sao có những người đi taxi nhưng họ lại không trả tiền? Người ta cà thẻ. Sai. Vì người ta là tài xế anh. À, vậy hả? Ai biết? À. Một anh chàng đẹp trai nhưng trên đầu chỉ có 3. Hết giờ. Kết thúc phần thi hỏi khó đáp nhanh vừa rồi, số điểm dành cho mỗi đội như sau. Phần của anh em Hứa Phan Minh Thành. Hứa Phan Thành Minh đã nhận được số điểm là 25 điểm. Yeah. Anh nghĩ là mình tăng hơn một phần. Cao hơn chứ, tại vì Hoàng Yến TV cười nhiều hơn lại mà. Dạ. Chính xác, bạn đã nhận được 31 điểm. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với phần thi tiếp theo có tên gọi là thử tài lòng tiếng. Ở phần thi này, mỗi bạn sẽ lại lựa chọn một khán giả từ đội đối thủ xuống dưới đây và cùng nhau sẽ xem một đoạn phim ngắn trích từ bộ phim gốc. Sau đó chúng ta sẽ thử lồng tiếng của mình lên. Nhiệm vụ của chúng ta là làm sao cho nó hay, hài hước và hợp lý với cái hình trong vòng 1 phút hoặc là 1 phút rưỡi. Và khiến cho khán giả bật cười thì là 1 điểm. Và cười lâu, cười dài thì sau đó mỗi giây lại là 1 điểm. Có đơn giản không nè? Dạ, đơn giản. Vậy thì bây giờ sẽ đến phần thi của đội Chớm Buồn trước. Mời bạn chọn khán giả và mời đội chúng ta trở về chỗ ngồi. Em nghĩ mình mời bạn nữ đi ha anh. Áo dọc caro. Dạ, áo dọc caro đó là em đó. Phương Anh à, mời em. Hay quá Phương Anh. Sẵn sàng chưa nào Chớm Buồn ơi? Dạ. Vậy thì đoạn phim của mình xin được phép bắt đầu. Ủa sao xe mình lạ vậy anh? Không ngừng còn lạ huống hồ gì xe bà nội. Hai. Sầm đế. Con nít quỷ à. Ba. Cái gì vậy cha nội? Đẹp hơn cái chế ăn đông lên. Bà bớt tạo đi. Vô quỷ đi mấy chị. Ở cái gì đây? Bớp hả? Thôi lắc đi. Xịt quá trời. Ý giống gì xịt dữ hả? Nào vậy? Em phò câu. Ngời dập bao câu. Chứ nào vậy? Má ơi, cắn lưỡi.
Tay trăng quá. Lá phượng là yêu anh, xa anh xa là anh biết xa xa. Này chỉ thấy nắng bước chạm đầu, say you do. Say you do. Phim vừa rồi có vẻ cũng khiến em bật cười đúng không nào? Một sự lồng tiếng cũng khá là khó, tại vì anh thấy ở trong đoạn này nó không có nhiều đất diễn để mình có thể lồng tiếng. Nhưng mà Chớm Buồn cũng đã cố gắng rất nhiều. Dù sao cũng cảm ơn em. Một phần quà từ chương trình dành cho em nha. Cảm ơn em. Mời em về chỗ. Rồi, mời Chớm Buồn về chỗ. Xin mời Hứa Phan Thành Minh. Bố lên nha. Chọn khán giả đi. Chọn đi tên. Rồi lẽ. Đây. Đó. Rồi, tươi, rồi ngay bên phải bảo cười mà em. Con phim nhiều quá. Cũng đang hồi hộp muốn thử xem là đội Hứa Phan Thanh Minh sẽ làm gì với đoạn phim này. Một đoạn phim ngắn trích ra từ bộ phim Kỳ Băng Hà. Đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Chuẩn bị nha. Cùng đến với đoạn của Hứa Phan Thanh Minh. La 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 la. Đây nè ông nội. Cảm ơn nha. Đây là hộp vịt lộn. Mai mốt tôi sẽ kinh doanh mặt hàng hộp vịt lộn này. Và tôi sẽ trở thành tỷ phú hộp vịt lộn. Ui, tôi yêu những cái hộp vịt lộn này quá à. Đây giới thiệu sản phẩm mới của Gia Cầm, hộp vịt lộn. Nhưng mà ông làm giàu bằng cách nào? Dễ ạt ha. Tôi sẽ là hot boy vịt lộn. Cái này xào me nè, cái này xào tỏi, còn cái này ốp la. Bị ảo tưởng không nội? Tôi thấy mấy trái này á giống như là mấy trái cây hơn thì không dám đâu. Cái này là hộp vịt lộn má ơi. Bà lắp bà xàm. Trái này người ta gọi là trái bưởi nè cha. Bưởi hả? Chứ còn gì nữa? Còn trái này á người ta gọi là trái dưa hấu. Hấu. Hiểu không? Còn trái này bự trà bá tảng đá người ta gọi là trái nho nè ông nội. Trời ơi, ông làm xiết luôn kìa. Khùng hả? Có đầu ông là cái nho thì có. Cái này là... Trời ơi, ông giỏi quá vậy. Nặng quá. Hộp vịt lộn chứ không phải trái banh. Trái banh hả? Ờ, nhìn cũng giống quá ta. Không mấy bây giờ mình về mình mở sân banh cỏ nhân tạo đó. Kinh doanh, nhiều khi cũng có ăn à. Ông ấy đúng rồi đó, không mấy bây giờ mình lấy cái vợt mình đi bơi đi. Khùng hả bà nội? Khùng gì? Tôi chỉ bị điên thôi. Thôi tôi không có nói chuyện với hai con kiến mát giật này nữa. Tôi sẽ đi kinh doanh mỗi người mỗi đường lối. Chứ không cần hai người dạy đời. Hộp vịt lộn, hộp vịt giữa bắp xào. Hộp vịt lộn nè. Hộp vịt giữa nè bắp xào. Bắp xào, bắp xào, bắp xào, bắp xào. Hộp vịt lộn, hộp vịt giữa nè bắp xào. Yeah. Một cái lập tay nào, em nghĩ sao? Em có thấy vui với đoạn ngắn vừa rồi không? Anh có quan sát đoạn đó trong lúc đó em cũng bật cười khá nhiều. Dù sao cũng cảm ơn em. Một phần quà từ chương trình dành cho em nha. Yeah! Và ở trong cái vòng thi lòng tiếng vừa rồi, số điểm của mỗi đội như sau. Bạn được 22 điểm. Yeah! Bạn nghĩ là cao hơn hay thấp hơn hả? Chắc thấp hơn quá. Chúc mừng bạn cao hơn đó, bà làm. Trời ơi, anh thiệt là lợi hại quá đi mà. Ok, có nghĩa là tạm thời là điểm của bạn đang cao ở vòng này. Nhưng tổng kết số điểm của cả vòng đấu cho tới thời điểm này thì bạn đang được 202 điểm. Thấp hơn bên này 5 điểm, bên này là 207. Có nghĩa là về mặt tổng kết quả chung cho đến thời điểm này là bạn đang cao hơn. Nhưng hãy cẩn thận, đến với vòng đấu cuối cùng có tên là Không Cười Được Sao. Đây là một vòng thi rất là thử thách, nghĩa là bạn phải làm sao làm cho 10 bạn khán giả liên tiếp đó cười, cười hết thì mới bắt đầu vượt qua được. Còn nếu có một bạn nào không cười thì là cái hàng đó của mình nó sẽ bị dừng lại. Và bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều để làm tất cả 10 khán giả đó cùng cười. Đáng sao các bạn đầu bạn tiên có hiểu không? Là các bạn và đó. Và một khán giả đó là 10 điểm lận, rất cao. Vâng, đó sẽ là một con số quyết định cho vòng cuối cùng có tên gọi Không Cười Được Sao. Mọi người đã sẵn sàng cho vòng thi cuối cùng như nào? Sẵn sàng! Yeah! Ok. Vâng, và 2 phút dành cho đội Chớm Buồn để chinh phục được 10 bạn khán giả được cử ra từ đội kia. Căng lắm á. Xin được phép bắt đầu! Thưa, biết không thưa. Rồi đi về chỗ. Ờ, sao có anh chính của em? Anh có thấy anh chính của chị đâu không em? À, ok. Có gì buồn không em nè, đem về. Không, cái này đeo lên. Chết rồi, bạn này khó quá anh ơi. Chơi búp bê không bạn? Nhìn cái nhau. Ôi, chả búp bê đi thấy về luôn à. Trời ơi. Ok, bạn nhanh lên nào. Nè, con búp bê này nó bị gì rồi nè. Chết hết, rút cái đầu luôn. Mày em. Rút cái đầu.
Bạn nghiệp này là xin lỗi, lộn bạn rồi, lộn tên, xin lỗi chị. Chị chơi cái này không chị? Không, chơi cái này mới vui. Chơi đâu mới vui, cái này mới vui nè. Chơi đi. Chơi rồi. Nè Nhi ơi, ngày ngước lên nè, thấy cái này không? Không có vui đâu. Đó, vui không? Vui không? Không vui luôn hả? Nè. Đau quá, cái này đau quá à. Tóc nè bạn. Tóc á. Dây răng là cái gì? Cái này giống hành xác quá anh Đức ơi. Nhi đưa cái mặt ra Nhi. Nè, mặt em nè. Ê, em cắt tóc ngắn hồi nào vậy? Em cắt hồi nào? Rồi. Cười. Ê, cái này căng à, cái này căng à. Sao thôi thôi cười, để lựa cái khác. Cái này căng à, để lựa cái khác. Úi trời. Cười ơi, cười ơi. Còn để em biết rồi. À trời. À trời. Hey, à trời. Chưa đủ, thêm miếng sumo cho đủ. Thêm sumo vô cho cười. Các bạn rất sát giờ. Các bạn đã hoàn thành phần thi của mình trước khi hết giờ. Chỉ có một giây thôi. Rất cảm ơn nỗ lực của đội chấm buồn. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần thi của Hứa Phan Thanh Minh. Sẵn sàng thì không? Ok. Sẵn sàng thì 2 phút dành cho đội mình bắt đầu. Hey, vô. Ăn ốc la không? Không ăn luôn luôn. Ăn giọt không? Ok. Rồi, chúc mừng. Mời Yến và Chó. Hey. Tình bằng có cái trong cơm, thì ngài khéo vô. Nè, anh này cười cái ai? Không chịu luôn. Nè, anh mặt này không cười hả? Mặt này cười không? Anh có thấy em cười rồi. Hay quá. Ở cái gì vậy? Bỏ tay xuống rồi cười luôn. Cười sẵn luôn rồi. Hey. 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 Chà. Bà cười rồi, cười rồi, cười rồi. Rồi, Hiếu bắt à. Bắt tay chơi. Hiếu à, mình làm quen nhau chơi. Rồi, bắt tay mặt cười. Cười nó cười đại miếng miếng chi. Đó không cái. Trời bắt cỡ. Ôi, tóc giả nè. Tóc giả mà. Tóc giả mà lỡ mình kẹp đây người ta hiểu lầm kỳ lắm luôn á. Chết luôn á. Cười luôn. Sao? Thấy anh sao? Ổn vậy hả? Nè, đó, cười ơi, cười luôn. Đêm nay về nhà trà bắt lép nè. Không lấy luôn hả? Đánh răng cũng được, ổn á. Không được luôn. Ngon quá. Vô luôn. Đừng. Không được, không ổn rồi. 8 giây, cố lên nào. Nè, em làm mặt cái này được không? Đi cười chứ. Cười kìa. Cười đi, cười rồi. Cười rồi. Cười rồi. Búp bê nè, cái này là búp bê. Còn này là cái đầu của nó. Không chịu luôn. Anh này không chịu luôn. Bây giờ là em chịu là mặt anh giống gì luôn nè. Nè cho mượn kiếm gà chơi nè. Cười đi cũng cứ nhắm rồi. Nè em. Được chưa? Gì đó. Cố lên. Minh Châu. Minh Châu à. Minh Châu mỉm cười đi Minh Châu. Đó. Vâng, đã cười rồi. Mời bạn Vĩnh. Đây anh tặng em cái hạt dẻ. Không thích luôn. Hết giờ! Rất cố gắng. Mình không hiểu vì sao hai bạn lại kiên cường đến thế này mà hai bạn phải chỗ. Cuối cùng không kiên cường nhiều nhất. Thấy không? Cuối cùng cái người tưởng đâu là chinh phục dễ thì là khó nhất. Đội bạn có sự sắp xếp vị trí rất là chiến thuật. Có nghĩa là gài mấy bạn có vẻ mặt ngầu nhất ra đứng sau cùng. Có vẻ khó khăn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết số điểm của cả hai đội. Anh bắt chước lại cái chiêu vừa rồi của em á, công nhận em ghê thiệt á. Nhờ cái chiêu á mà anh thấy là em đã đánh cục được một bạn rất là khó khăn đúng không? Yeah. Em làm lại cái chiêu vừa rồi đi. Ok, vậy thì em nghĩ là đội mình có cơ hội giành chiến thắng không? Dạ có. Chung cuộc. Có chứ. Đội mình thì sao? Hên xui không biết nữa, hoang mang quá, thấy hồi nãy là đổ mồ hôi quá trời rồi. Đúng không? Bị hai bạn nam cuối cùng làm gây khó khăn cho mình đúng không? Đúng vậy. Vâng, và Khoa xin phép được công bố số điểm dành cho đội Hứa Phan Thanh Minh. Thôi chẳng kêu kìa. 287. Một số điểm rất cao thưa các bạn. 302 là số điểm dành cho các bạn. Một cuộc lộ như trong ngoạn mức dành cho Chết Buồn.
Vâng, rất cảm ơn những nghệ sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay cũng như những khán giả tại trường quay. Xin chào và xin hẹn gặp lại kể cả những khách mời đặc biệt Bảo Quân, Hoàng Yến Chi Mi. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào 21:30 vào tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Yeah. Dạ không sao, em sẽ cố gắng ăn.